Xin chào các em, bây giờ chúng mình cùng học đố con vật nhé. Đây là con gì? Đây là con gì? Con gà trống. Con gà trống. Con gà trống kêu thế nào? Con gà trống có cái gì ở trên đầu? Con gà trống có cái gì ở trên đầu? Con gà trống có cái mào màu đỏ ở trên đầu. Con gà trống có cái mào màu đỏ ở trên đầu. Cái mào. Màu đỏ. Màu đỏ. Thank you.